Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2023, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã long trọng đón đoàn đánh giá ngoài đến kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đợt đánh giá ngoài lần này được thực hiện bởi Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Vocational Education and Training Accreditation Center, là đơn vị chuyên môn thuộc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đầu tiên được thành lập tại Việt Nam công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Academy. Đoàn đánh giá ngoài gồm 5 thành viên do Thạc sĩ Trần Văn Giáp, trưởng đoàn đánh giá, thực hiện đánh giá hoạt động của nhà trường trong 7 ngày, từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023, bao gồm kiểm tra hồ sơ minh chứng, khảo sát cơ sở vật chất, phỏng vấn ban giám hiệu, cán bộ quản lý, tổ chức đoàn thể, giảng viên, đại diện doanh nghiệp, cựu học sinh sinh viên và học sinh sinh viên đang học tập tại nhà trường bên cạnh đó các thành viên trong đoàn đánh giá cũng làm việc riêng với từng nhóm chuyên trách về các tiêu chí tiêu chuẩn theo báo cáo tự đánh giá sau 7 ngày làm việc liên tục tập trung với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 17 tháng 9 năm 2023, đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành công bố dự thảo kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp với sự tham gia của tập thể lãnh đạo, các đồng chí trong hội đồng tự đánh giá, trưởng phó các đơn vị, ban thư ký hội đồng tự đánh giá, thành viên các nhóm công tác tự đánh giá và đông đủ viên chức, nhà giáo và người lao động toàn trường. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ những điểm mạnh, điểm yếu và khuyến nghị của đoàn đánh giá. Về kết quả đánh giá theo dự thảo báo cáo, nhà trường đạt hơn 90% tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Tại buổi công bố, Thạc sĩ Trần Văn Giáp đánh giá những năm qua Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, thu hút phát triển đội ngũ giảng viên, chú trọng hệ thống quản lý chất lượng. Tuy nhiên, trường cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, không ngừng nâng cao chất lượng. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tới sự thành công của đợt đánh giá ngoài và đánh giá cao nỗ lực của nhà trường, cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị, thành viên tham gia kiểm định với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. Đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành kế toán và ngành dịch vụ pháp lý được thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Academy. Trong buổi khai mạc, tiến sĩ Nguyễn Phan Hòa, trưởng đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành kế toán, đã thông qua quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành kế toán, giới thiệu thành phần trong đoàn và công bố kế hoạch làm việc của đoàn tại nhà trường. Thạc sĩ Đặng Văn Đại, trưởng đoàn đánh giá chương trình đào tạo ngành dịch vụ pháp lý đã thông qua quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành dịch vụ pháp lý, giới thiệu thành phần trong đoàn và công bố kế hoạch làm việc của đoàn tại nhà trường. Trong thời gian làm việc, hai đoàn đánh giá đã thực hiện kiểm tra hồ sơ minh chứng, khảo sát cơ sở vật chất, phỏng vấn ban giám hiệu, cán bộ quản lý, tổ chức đoàn thể, giảng viên, đại diện, doanh nghiệp cựu học sinh sinh viên và học sinh sinh viên đang học tập tại nhà trường. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn đánh giá cũng làm việc riêng với từng nhóm chuyên trách về các tiêu chí, tiêu chuẩn theo báo cáo tự đánh giá. Sau 5 ngày làm việc liên tục, tập trung với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 17 tháng 9 năm 2023, đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành công bố dự thảo kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành kế toán và ngành dịch vụ pháp lý. Với sự tham dự của tập thể lãnh đạo, các đồng chí trong hội đồng tự đánh giá, trưởng phó các đơn vị, ban thư ký hội đồng tự đánh giá, thành viên các nhóm công tác tự đánh giá và đông đủ viên chức, nhà giáo, người lao động toàn trường. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu và khuyến nghị của đoàn đánh giá. Về kết quả đánh giá theo dự thảo báo cáo, nhà trường đạt hơn 90% tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Tại buổi công bố, trưởng đoàn đánh giá của hai chương trình đào tạo ngành kế toán và ngành dịch vụ pháp lý, cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị, thành viên tham gia kiểm định với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao.